gia công mỹ phẩm Hồng Trúc. Kỷ niệm 14 năm thành lập, chúng tôi tái định vị thương hiệu. Nhà máy sản xuất mỹ phẩm Unila. Kỷ niệm 14 năm thành lập, chúng tôi đánh dấu chặng đường phát triển bằng cuộc cách mạng cải tạo bộ nhận diện thương hiệu. Với nhiều dự án ấp ủ, Unila quyết tâm mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp sản xuất mỹ phẩm tại Việt Nam. Hơn 30 nhân sự đa bộ phận với tài năng, nhiệt huyết và chuyên môn cao, mang theo sứ mệnh nâng tầm thương hiệu mỹ phẩm Việt, xóa bỏ định kiến mỹ phẩm OEM, ODM. Điểm nhấn khác biệt của Unila, lợi ích của khách hàng là kim chỉ nam, cam kết chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao, cam kết sản xuất 100% mỹ phẩm sạch đầu tiên tại Việt Nam, cung cấp trọn bộ product guideline. Gia công mỹ phẩm Unila hứa hẹn là đơn vị kiến tạo khi hàng nguyên cho chủ thương hiệu mỹ phẩm. Với uy tín và kinh nghiệm dày dặn, Unila xây dựng hệ sinh thái sản phẩm xu thế mới, đầy tính chiến lược, phù hợp đa mô hình kinh doanh cho boss mỹ phẩm. Phòng nghiên cứu chuyên nghiệp với đội ngũ nhân sự trình độ cao, có nhiều nghiên cứu mang tầm quốc tế. Unila nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp. Unila xây dựng thành công thương hiệu với bộ nhận diện truyền tải đầy đủ ý nghĩa thông điệp, mang thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế. Unila tự hào với hệ thống nhà xưởng khép kín cùng trang thiết bị tiên tiến nhất, đảm bảo đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Với hơn 10 chuyên viên tư vấn am hiểu gốc rễ sản phẩm và nắm bắt xu hướng mới của thị trường mỹ phẩm, sẵn sàng đồng hành cùng boss mỹ phẩm bứt phá giới hạn thương hiệu. Tích hợp nhân sự marketing trẻ với tính sáng tạo cao, đảm bảo cung cấp giải pháp toàn diện cho chủ thương hiệu mỹ phẩm phát triển sản phẩm đúng bản sắc thương hiệu. Nhà máy sản xuất mỹ phẩm Unila, chúng tôi đã sẵn sàng cùng boss mỹ phẩm bứt phá giới hạn thương hiệu.